Xào rút hái hoa của đa năng, dài lên tới 6 mét, vật dụng không thể thiếu của người dân, hái hoa của an toàn, không ngã cây dò leo trèo cao, đường kính 16cm, chất liệu inox, thao tác đơn giản, hoàn tiền nếu sản phẩm không, ứng ý, phụ kiện đi kèm một cưa, một bông lau màng nhện, một liềm, một móc phơi quần áo, nhanh tay đặt hàng hôm nay để nhận ngay khuyến mãi giảm giá lên đến 50%.